Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ ruột của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã đăng tải một bài viết dài chia sẻ tâm trạng khi nhận phải những bình luận tiêu cực, chỉ trích bà bỏ rơi con gái. Mẹ của Hoa hậu Thủy Tiên khẳng định, suốt quãng thời gian từ nhỏ đến lớn, bà không thể ở kề cạnh song vẫn chăm sóc con gái đủ đầy, không có chuyện bỏ rơi như những người đồn đoán. Bà cho rằng mình không có ý định nói nhưng cũng cần lên tiếng để mọi người thấu hiểu. Cụ thể, mẹ của Hoa hậu Thủy Tiên chia sẻ, có những chuyện tôi không nói được, vì nói ra sẽ hại tới nhiều người, nên tôi không thể nói. Vì tôi nghèo nên không thể cho con tôi một cuộc sống đầy đủ, vì tôi nghèo nên tôi không thể bảo vệ, giữ gìn cho con tôi được một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi dám khẳng định với bạn một điều rằng, dù đã từng bị bắt bỏ từ lúc mới chưa thành hình, dù tôi biết sinh con ra sẽ khổ, dù không được ở bên con nhưng tôi chưa bao giờ bỏ rơi con mình. Con tôi bệnh một mình tôi trong lãm bạn có biết không? Tôi làm 2 đến 3 giờ sáng đóng tiền học cho con bạn có biết không? Tôi phải nghỉ làm để đi học phụ huynh cho con bạn có biết không? Mẹ Thủy Tiên trải lòng. Đồng thời, bà cũng nhắn nhủ mọi người trước khi phán xét ai hãy là người trong cuộc. Những chia sẻ của mẹ ruột Hoa hậu Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời động viên, chia sẻ trước việc thời gian qua bà liên tục bị hiểu lầm. Được biết, Thủy Tiên tuổi thơ không mấy êm đềm khi bố mẹ ly hôn từ năm cô mới chỉ 4 tuổi. Sau đó, cô không sống cùng với bố hay mẹ mà sang ở cùng họ hàng bên nhà nội. Hồi đầu năm 2022, mẹ của Thủy Tiên kể về những lần thăm con. Bà chia sẻ, cuối tuần, tôi lại về chở Thủy Tiên đi ăn, món con thích khi đó là trà sữa, gà chiên. Mỗi lần chở Tiên về lại, Tiên không muốn về, kêu con muốn đi theo mẹ. Tiên khóc, lúc đó tôi cũng khóc theo, an ủi con về với ba nhé, mai mốt mẹ có nhà, mẹ đón con về ở với mẹ. Tiên nói, con không cần nhà, con muốn đi theo mẹ. Tôi bảo, đi với mẹ khổ lắm, mẹ ăn cơm với rau. Tiên lại nói, con muốn ăn cơm rau với mẹ. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết Tiên không thích ăn rau. Chính vì trải qua tuổi thơ không được ở bên bố mẹ, Thủy Tiên đã rèn luyện tính tự lập cho mình. Nàng hậu từng tâm sự, bố mẹ tôi ly dị từ năm tôi 4 tuổi, tôi sống với dì ruột đến năm 18 tuổi. Sau đó, tôi quyết định ra riêng, sống tự lập. Dù lớn lên trong hoàn cảnh không có được một mái nhà đầy đủ nhưng Thủy Tiên chẳng hề trách móc cha mẹ. Khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cách đây một năm, người đầu tiên mà Thủy Tiên báo tin vui cũng chính là bố mẹ của mình.